So sánh kích thước của VinFast President và Lexus LX570, được định vị cạnh tranh với đối thủ đáng gờm đến từ Nhật Bản Lexus LX570, VinFast President sở hữu diện mạo rất hầm hố và đẳng cấp, đi kèm với kích thước tổng thể khá ấn tượng hứa hẹn mang đến một không gian nội thất rộng rãi cho người dùng, đặc biệt là ở hàng ghế sau hàng ghế của các ông chủ. VinFast President sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5146, 1987, 1760mm. Trong khi đó, các số đo tương ứng của Lexus LX570 là 5080, 1980, 1865mm. Như vậy, có thể thấy, VinFast President có chiều dài nhỉnh hơn 66mm và chiều rộng lớn hơn 7mm so với mẫu SUV hạng sang Nhật Bản. Còn về chiều cao, VinFast President thấp hơn 105mm so với Lexus LX570. Hãng xe Việt hiện chưa công bố chiều dài trục cơ sở của President, trong khi chiều dài trục cơ sở của LX570 là 2850mm. Với chiều dài tổng thể và chiều rộng lớn hơn, VinFast President hứa hẹn sẽ sở hữu diện mạo bề thế và nổi bật không hề kém cạnh khi đặt cạnh Lexus LX570. Ngoài ra, với kích thước tổng thể khá ấn tượng khi dài hơn 206mm và rộng hơn 27mm so với bản Lux SA 2.0, VinFast President nhiều khả năng sẽ sở hữu một không gian nội thất vô cùng rộng rãi cho người dùng. Hiện VinFast vẫn chưa công bố ảnh thiết kế khoang cabin. Dự đoán VinFast President sẽ được cung cấp nhiều trang bị tiện nghi cao cấp, xứng tầm với các ông chủ. So với bản thường VinFast Lux SA 2.0, chất liệu nội thất của VinFast President sẽ được nâng lên một tầm cao mới, sử dụng các vật liệu chất lượng cao như da cao cấp cùng các hợp chất sợi carbon giống bản concept Lux V8. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh tính sang trọng và độc đáo của VinFast President, hàng ghế sau của phiên bản đặc biệt này sẽ được cân chỉnh kỹ càng để mang đến sự thoải mái và tiện nghi tối đa cho người dùng. Trong khi đó, nếu nhìn sang mẫu xe đối thủ Lexus LX570 cũng hướng đến các ông chủ doanh nghiệp, mẫu xe này được trang bị ghế bọc da cao cấp dù không quá đặc biệt. Hàng ghế thứ hai được bố trí theo kiểu ghế băng 3 chỗ ngồi, có cửa gió điều hòa riêng, màn hình giải trí gắn tại tựa lưng, không massage. Nhìn chung, hàng ghế thứ hai của Lexus LX570 không quá nổi bật, nhưng mẫu xe này vẫn được ưa chuộng nhờ lợi thế thương hiệu, kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, đầy cuốn hút cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ tiên tiến. Đây chính là thách thức không hề nhỏ cho mẫu xe thương hiệu Việt VinFast President. Hiện các đại lý VinFast đã nhận đặt cọc VinFast President với số tiền cọc 100 triệu đồng. Xe dự kiến sẽ được trình làng vào tháng 9 năm 2020.